xin cho các bạn các bạn có thấy cái cầu thang của mình đẹp không mình mới thay gỗ anh của mình làm đó nhưng chủ đề ngày hôm nay không phải là thay gỗ hay là cầu thang đẹp mà nói về sức khỏe video này mình xin phép để chia sẻ cùng với các bạn à, các cô các chú lớn tuổi nè nói về cầu thang thì mình đã sống với cuộc sống là mấy chục năm nhà nào cũng có cầu thang lên xuống như thế này một ngày lên xuống thì phải nói là không biết là bao nhiêu lần Đến lúc nào đó mình không lên nổi nữa Rồi hai cái chân đầu gối mình nó đau lắm Cứ một bước lên thì bước kia đi lên theo Rồi dịnh cầu thang mới lên được trên lầu Nhiều lúc cũng nghĩ đến là phải mua nhà một tuần thôi Nhưng lớn tuổi rồi làm sao dọn nữa Nhưng rắc mai ở dưới lầu mình thì lại có một cái phòng ngủ Cho nên mình ở dưới ít có lên lầu thì hôm nay mình chia sẻ một loại thuốc mà mình đã uống giúp cho mình rất là nhiều đó là một loại thuốc mình có thể mua ở chợ Costco sức khỏe khi về già rất là quan trọng thì từ lúc đó mình đã uống thuốc cao máu nè cao mỡ tiểu đường nói về hai loại thuốc cái bên đó là thuốc nhức mỏi và thuốc bộ ốc nhưng lại sao có một trái thanh long rồi lại thêm một gói thuốc xăm qua bên này thì lại có một hũ kem đặc biệt nhưng những loại thuốc này mình có phải mua với tiền của mình hay là to bác sĩ thì để chia sẻ rõ ràng hơn mình sẽ nói từ mỗi loại thuốc tốt về phần nào sau đó các em nè nếu thương ba mẹ cứ đi Costco mua về không có tốn bao nhiêu tiền đâu, sức khỏe là trên hết phải không? Đang nói về thuốc thì tại sao lại có trái bưởi như thế này? Có phải là mình khoe trái bưởi của mình đẹp không? Không phải đâu. Mình nói về trái bưởi là bởi vì theo mình biết được cách đây 10 năm khi mẹ mình còn sống, mình thường cho mẹ uống thuốc mỗi ngày, đưa đi bác sĩ, nhưng ngược lại mẹ mình rất là mê ăn bưởi cho nên lúc nào cũng bắt mình lột bưởi cho mẹ ăn. Nhưng khi hiểu được, những người uống thuốc cao mỡ, cao máu, tiểu đường hay những loại thuốc khác là không được ăn bưởi. Để tìm hiểu rõ hơn thì các bạn nên hỏi bác sĩ, vì mình không muốn chia sẻ quá nhiều, chỉ chia sẻ những gì mình biết qua mà thôi. Đây là một loại kem cách đây 2 năm mình đã sức qua. Nhưng loại kem này mình phải có to bác sĩ thì mới được. Lý do tại sao mình dùng loại kem này là bởi cách đây 2 năm mình bị té rất là nặng, tưởng đâu là gãy tay rồi. Nhưng cuối cùng hên quá không bị, nhưng thời gian tới 2 năm sau thì tay của mình mới được lành lại. Nhưng mỗi năm mình đều phải chích thuốc vô tay để không còn nhức đến mùa đông đau lắm. Kem này khi mình sức thì bác sĩ nói rất là rõ ràng, không có được uống thuốc Tylenol hoặc Advil. Các bạn hãy tìm hiểu với bác sĩ khi gia đình các bạn như là ông bà, cha mẹ mình bị nhức mỏi nha. Như mình đã nói từ lúc đầu trong cuốn video nói về cầu thang, mỗi ngày lên xuống 16-17 bậc, lên xuống không biết bao nhiêu lần, cả ngày đứng làm việc như là nấu ăn ra vườn dọn dẹp, lau chùi đưa con cháu đi học, từ sáng đến tối, đến lúc Mệt mỏi thì không biết phải làm sao ngồi đó mà thở ra, đau quá, nhức quá. Nhưng khi tìm hiểu ra loại thuốc này, nhìn vào chai thuốc thì mình nghĩ rằng thuốc này chỉ cho những người đi tập thể dục, nhưng không phải đâu, loại thuốc này rất là tốt. Từ khi mình uống thuốc này cho tới bây giờ, mình không còn bị đau nhức nữa, lên cầu thang vẫn bình thường, bước trước đi bước sau đi theo, bình thường thôi, không có gì hết vì vậy hôm nay mình chia sẻ hai loại thuốc đặc biệt là một loại thuốc nhức mỏi nói về thuốc bổ ốc thì cũng là một loại thuốc mình đã mua về uống hai ba năm trước rồi vì nhiều lúc mình cảm giác như là mình đã quên nhiều thứ lắm nói đúng ra là nhiều khi đang làm cái gì đó rồi suy nghĩ rồi chậm chạp lại lấy cái món đó để đó rồi quên nhiều khi ba bốn tiếng sau mới chực nhớ lại rằng là mình đã quên một cái gì mà tại sao mình không nhớ Ngồi nghĩ đi nghĩ lại Sợ lắm Đến tuổi già rồi không muốn ngày nào đó Mình quên đi hết con cháu của mình Có đúng không Những loại thuốc chia sẻ cho ngày hôm nay Đều là mua ở Costco Mình không quảng cáo cho ai hết Nhưng vì mình thấy cho sức khỏe của mình tốt Cho nên mình chia sẻ Nói về hai thành phần thuốc Như là thuốc nhức mỏi Thuốc bộ ốc và thuốc sức khi mình bị té đau nhức xương khớp. Đó là ba loại thuốc rất là quan trọng khi mình lớn tuổi. Để được mua những loại thuốc này thì có loại thì mình cần có to, có loại thì không. Vì vậy cho nên mình chia sẻ hai loại thuốc. Một loại là về nhức mỏi, một loại thứ hai là bộ óc. Hai loại thuốc này mình không cần phải có to bác sĩ thuốc nhức mỏi và thuốc bổ óc thì đã chia sẻ với các cô chú lớn tuổi rồi. Bây giờ xin phép chuyển qua cho các cô nhỏ nhỏ xinh xinh nha, các chị em đó. Đây là một trái thanh long, không có rẻ tiền đâu, sẽ mắc hơn là trái thanh long thường, nhưng đặc biệt trái thanh long này nó sẽ giúp cho mình cái gì đây? Trung bình mỗi ngày mình ăn uống nè, hai ba tháng, 6 7 tháng hoặc 1 năm mình phải xin thuốc của bác sĩ coi như là mình uống thuốc sổ để cho trong bụng của mình sạch sẽ nhưng trái thanh long đã giúp được cho mình vì vậy cho nên không cần phải có to bác sĩ để mua những loại thuốc sổ trái thanh long mình có thể ăn vào buổi chiều tối bởi vì sao khi mình ăn rồi vài tiếng sau thì nó sẽ sổ hết ra cho mình không bị đau bụng nha bình thường thôi nhưng rất là khỏe sau khi mình đi rồi một 2-3 tháng thì mình ăn một lần bởi vì thanh đông đâu có rẻ đâu quá là đơn giản các bạn làm thử đi rồi các bạn sẽ thấy được là mình nói đúng nhưng bình thường là không có ăn thì các bạn đi làm nha bởi vì nó mà rượt là bắt chạy không kịp đó cuối video thì mình chia sẻ thêm một loại nước uống đó là hồng xem quăng loại nước uống này mình thật lòng chia sẻ bởi vì cách đây 4 năm sức khỏe của mình rất là yếu, mệt mỏi, không làm được gì hết, đau nhức rồi cứ nằm ra đó, rồi nghỉ quơ, nghỉ quẩn, gì không làm được gì hết. Sau đó con gái mới mua cho mình một loại thuốc xăm như thế này về uống. Lúc đó mua thì chỉ có 18 đồng thôi, nhưng bây giờ là 26 đồng rồi. Một hộp có 20 gói hoặc 30 gói. Nhiều khi mình mua ở Costco hay Amazon, để ý rẻ mình mua về. Loại xăm này mình uống vào mỗi buổi sáng uống chung với thuốc hoặc uống bình thường quyền một ngày nếu mình cảm thấy quá mệt thì mình có thể uống một gối thứ hai không có tác dụng hại gì hết nhưng có rất là nhiều loại nước uống như là collagen nhưng những loại đó quá mắc tiền đối với mình thì không thể nào có khả năng để uống uống cho tốt hay là uống như thế nào nếu mình cảm thấy loại nào uống hạp cho mình thì mình uống thôi video đến đây thì cũng đã dài hôm nay chia sẻ về sức khỏe của mình cũng như cho tất cả mọi người chúng ta nếu ai cảm thấy rằng đây là một video có thể xem qua và có thể giúp được mình thì cùng nhau chia sẻ mến chúc các bạn một ngày vui hạnh phúc bên gia đình và người thân đừng quên cho nhau những nụ cười và đừng quên cho mình một cái subscribe like và share